kín cái chợ khu. Để nó quấn đều nhỉ, nó bè hết ra này, rất đều. Cây quái này là bao nhiêu tiền anh? À, bác cả hỏi cây này bao tiền? Cái này có cái quả đẹp lắm. Đó, đúng là quả đẹp mà. Ăn ngon. Cái gì ngã nước mồm. Đâu? Chủ nhân đây được biết. Mỗi quả gì nhỉ? Mỗi vùng gọi một kiểu. Mình cái gì? Quê em nó gọi là cái cây sắn. Sắn chài. Cây này có hoa quả tím. Đúng rồi. Ăn được. Ăn ngọt, chín ăn ngọt. Xanh chát. Quả nhỏ đẹp chùm. Ông tỷ kia ông người đó đúng bạn là cắt đi một dây nữa. Cắt đi rồi. Đi chơi một dây nhỏ thôi mới đúng. Thế nhưng mà khác. Không phải ai dám cắt đâu. Thì nghệ thuật. Thì tiếc lắm. Có lưu không được rồi. Ta tính chứ qua chị. Đúng không? Nhưng mà nếu thế thì được 2 cây. 2 cây không lên mầm. Nó không lên mầm. Dễ không lên mầm. Dễ không lên mầm. Là được xa chị. Đoạn củ kia kìa thì mày là được. Dám xẻ cái củ ra thì được. Thì có đục nó đi. Đấy. Nhưng mà thế này là cũng quái lắm rồi. Cực quái luôn nó nghệ thuật. Chiều kia cũng nghệ thuật luôn, cha chiều được nghệ thuật. Quá đẹp. Quá đẹp. Cái này có đẹp nữa. Rồi bác xoay cho em ha. Đây. Độc hiếm đấy. Đúng không? Phía này nếu mà nhìn xem từ phía này thì ý ông ấy là đúng rồi. Là đúng cắt không? Cắt một cái tay to rồi đúng rồi. Nếu mà được cả 2 chiều, nếu mà cắt thì được cả 2 chiều. Còn nếu không này là quá ổn rồi. Bác nào thích về cắt thì cắt, cắt thôi. Trồng khéo nhỉ, cây thân gỗ mà cho đó. Cái ấy này. Quê em có nhiều cây này lắm, mà nó mọc to như cái mít ấy. Cái cảnh. Vâng. Cây gì đẹp cũng cho lên hết. Ví dụ cây này cũng thế này, cây này là cây Cây đen. Cây này mọc rất nhiều. Cũng có, cái này là thường thường nó ở bài rào này. Đúng rồi. Nhưng mà để kiếm cái củ thì không có đâu, ít lắm. Nó ở cái vấn đề này. Đẹp thì không giữ cây gì. Đẹp. Cây này quê bác gọi là cây gì? Cây này nếu trong Xuân Mai họ bình thường nó gọi là cây trà. Mới cắt đi một cái tay nó to đây à? Không phải tay nó ủa thừa đi một cục để nó mỏng ra được. À. Thì mình cắt nhẹ thì trông nó vướng. Đâu phải phiên nào thấy được cây như này đâu, không có đâu. Chơi được giống này. Đâu ra là cây nó quái đây đúng chơi không? Chơi được giống này hay hơn cả chắc chiếc. Đúng rồi. Nó thân gỗ mà, quây gỗ rất đẹp. Thân gỗ rất đẹp. Lá nó cũng dài dài nhỏ nhỏ. Đúng là gỗ rừng. Cái này nó có nuôi cái chim, con chim kìa kìa. Vâng. Nhưng mà ông ấy bảo mình mày phải thay cái chậu thống vừa xong bắt đầu. Đúng rồi. Bắt đi cái chậu to, chưa một chậu nhỏ thì nghe thật. Thì chậu cứ để như này cho nó như là tự nhiên hơn. Vâng. Không, mình mà chơi lâu dài là phải thay đi. Cho ông đặt ông Tam Đa vào đây. Tùy người, cháu thích để xuông này. Không hả? Ờ để nguyên cũng được. Đấy. Hoặc là đưa ông lão vọng vào. Đây này để bên dưới này có mấy cái này. Lâu dài mà nghệ thuật cao là phải bỏ cái chậu đi. Nghệ thuật cao là bỏ chậu đi. Đấy. Cái đúng nó là nghệ thuật cao là bỏ chậu đi. Hay chậu khác thì chậu này là chậu cho cây này phải đi đúng không? Thân này là thân gì đấy? Nhãn à? Thân gỗ. Gỗ rừng của độc là chưa có. Người ta bảo nếu mà này càng nhãn thì này càng quỷ. Nếu mà nhãn thì này càng quỷ. Nhưng mà không có. Lấy đâu ra cái kiểu gì? Nếu mà nhãn lấy đâu ra làm được cái kiểu này? Không phải là làm, đây là tự nhiên để là tự nhiên không mọc kiểu này được. Thế cho nên nó mới độc.
Đấy. Thế nó khác. Được ra cái này mà làm đẹp, bọn nó có nếu mà nó làm cẩn thận nó cho đi chơi chứ được đấy. Chơi bây giờ đã chơi rồi. Thì có cái là mình nhất là nó già rồi này. Nó quái. Nó già thì có độ quái có. Kỳ. Đúng rồi. Mà nó là cái phân gỗ. Phân gỗ con này của nó mấy tiêu kỳ. Chắc khách đấy nhìn ra thôi. Mà nó đắt đâu. Cây xanh như thế này thì nó phải nói đến mười mấy triệu. Anh kia đây. Đấy. Cụ nào ra mà quyết gì đó. Cả. Cái lông này thì không bao giờ sợ chết. Cái này không bao giờ sợ chết. Nhãn à? Lại một cụ nữa mà nhãn. Ôi, đau à? Chết thật. Khó trả lời quá. Khó trả lời. Nhãn mi. Nhãn của mi. Nhãn mi. Kêu mũi tàu. Ông mà nhìn vết cắt thì giống như cô nhãn. Nó đỏ. Mà lá nó giống là nhãn nhưng mà đúng nó rồi. Nhìn tinh thì không phải là nhãn. Cái lá này lúc nó lục non nó đỏ đỏ đẹp lắm. Đúng rồi, tím tím. Đúng rồi. Tím tím. Mà nó có quả nữa thì nhất. Tím tím. Quả nó chín tím. Chùm. Đúng kiểu chất quả rừng. Làm cái chậu đẹp. Chơi ăn rừng mà đúng rồi, con này làm cái chậu đẹp. Chơi nghệ thuật. Chậu này chậu này hơi xấu. Nếu mình mua của người ta có thế này thì mua của cụ cũng không, mua của cụ già đấy chứ cũng phải không. Ăn hàng dân. Đẹp đấy. Bác có hay ra chợ không? Bây giờ đi tận vườn bao năm nay. Không mà có hay ra đây không? Ra liên tục, trên nào ra? À đây à. Trên nào cũng đang. Nhưng mà vườn ở Xuân Mai à? Vườn trong Mai Ninh nhưng mà vườn to anh mưa thôi rồi. Bây giờ mang về nhà anh. Vẫn còn vườn nhưng mà nó còn chục cây to. Nhà tận đâu cơ? Anh trong Mai Ninh ăn Trúc Sơn. À Mai Lĩnh à? Trúc Sơn à? À. Đây là hàng chục năm. Đây là hàng chục năm rồi. Ở nhà có cái cây nào khai thác được như thế này không? Khai thác bây giờ thì già lắm rồi. Chúng tôi vừa rồi bán cây như vậy. Bây giờ nó nhiều xanh. Rồi. Trúc Sơn à? Đọc cho em xin số anh đây. Được. Anh cứ đọc đi. Số anh 0906. 0906. 799. 866. 866. Anh gì nhỉ? Anh gì thông à? Công cây cảnh. Rồi. À rồi. Công cây cảnh. Anh xem hôm kia anh có xem phây của mày. À đây à. Chưa được đây mà. Em cứ đi quay đăng lên coi. Đô xem, đô xin trước. Tôi gửi lên có cả số, bác nào thích thì gọi. Mà em mà lấy kết được cái nào thì em lấy luôn. Cái này, cái này phải kết nào. Cái này ngồi phải đảm bảo cả ngày. Nhưng mà con này chắc chắn là nó nâu lửa. Cái cành gì đâu gỗ mà cái mầm rất mình thấy là vài năm lâu lâu bởi là mua chứ. Ngày xưa ở vườn nhà em có những giống này nhưng nó to lắm, nó cổ thụ đấy, nó không có quái. Đúng rồi, thằng tuột trẻ con mà cứ trèo lên mà ăn quả đen hết cả mồm. Rất nghệ thuật nha. Đúng rồi, nó mọc nó nghệ thuật hoàn toàn tự nhiên, thật cao luôn. Đây gì đây, hoàn toàn tự nhiên. Thế là cái loại này cũng dễ sống đúng không anh? Dễ sống mà. Con này chót quái rồi, ông ấy không phải bán thôi. Ngày xưa ông có bảo ông lấy nó cười dễ, ông về ông còn vùi vào để đằng sau nhà nó còn sống như vậy. Cứ đằng sau nhà nó còn sống như vậy. Thế là cái gì đấy? Cây rừng mỗi vùng gọi một kiểu. Nói chung cây này thì nhiều vùng. Nó là cây gỗ rừng. Nhưng như chú nghĩ là cây nhạn nhưng mà không phải. Giống cái gì vậy? Cháu cũng không biết được là cây đầu tiên gì đâu, nhưng mà chỉ thấy người ta bảo gỗ rừng có hoa có quả. Có hết quả. Quái kỳ quái. Kỳ quái khổ. Người ta bảo là Phượng Hoàng mới chả biết có phải. Các cụ nào ở quê hay là ở trên núi tí thì biết. Cứ thấy nó đẹp thôi. Nhà quê cũng có. Thì cái này rừng đẹp thôi chứ còn còn không không nói là này là cây gì, cũng như nó đẹp thôi, cái đẹp là được, nó có đắt đâu.
Trường mà lúc nó mọc mình thấy nó chỉ có đoạn này thôi. Ông bới xuống dần. Đấy cái đoạn này. Thế này. Tức là nó có mũi một mầm phải nói đến. Vâng. Để đánh ra cái mầm nữa. Vâng. Đoạn đấy là ra như này rồi. Vâng. Chẳng qua đây nó nạ nó chưa biết, chứ còn nếu bình thường nhưng mà ở trong một nhà vườn nó vào chậu đêm nạ.